Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bô Giò. Mình Lương Vi Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bô Tà Ly. Đây là trận bán kết trong mơ giữa cặp đấu này. Đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là tem của Hoàng Minh Cấp Phi, Bãi Biển Màu Cát Tâm Bình, Cao Sơn Thủ Lĩnh, Bình Minh, Lý Quốc, Đăng Mèo và Bảo Trẻ. Còn bên kia là tem chủ nhà bóng trường xanh với những cái tên như Bùi Cường, Tăng Cường từ phía Bắc vào, Trường Trắng Bơm, Dũng Lai, Đăng Mơm. Có thể Đăng Mơm là một trong những chuyên hay xuất sắc nhất của cái giải này các bạn à. Nếu vào càng sâu. Thật sự cái dàn trắng của Thạch Đen và Trường Trắng Bơm cùng Bùi Cường, tất cả anh em gần 1m9 85 trở lên, cho nên rất khó chịu. Tốt. Phản công dành cho team của Bình Minh. Bình Minh có tốc hai đều. Anh em Bãi Biển bây giờ phải quấn chi thật, vừa tình cảm vừa bạo lực mới được, đánh bạo lực không lại đâu. Bây giờ thì là pha đá bóng của Cao Sơn. Hai đều. Hai đều rồi. Đây. Lại là Bùi Cường. Các bạn, Bùi Cường này phía Bắc vào cũng còn nhớ các bạn tại sân Gò Sòi. Quốc đoàn của San Vinet Khánh Hòa như thế nào? Của Nhân Cô Chi trước đây. Tay trái thật sự rất khó chịu. Thật sự cái dàn trắng của đội vào chủ nhà bóng chiến xanh quá lợi hại. 4-2. Dàn trắng quá cao, quá khó chịu các bạn à. Đăng Méo giữ tầm, pha bóng rồi, 3-4. Cao Sơn phá bóng. Trường Trắng Bơm quá thông minh, phá bóng vừa rồi nhẹ nhàng tình cảm. 5-3. Đẳng cấp của Đăng Mèo, Bãi Biển ra lên tiên, đẳng cấp về pha cổ tay của mình. Đây là sở trường của Bãi Biển nha các bạn. 4-5. Lại là Đăng Mơm. Những bước hai quá khó chịu của Đăng Mơm. 6-4. Một pha bắt bài của Dũng Lai. 5-6. Lý Quốc phát bóng. Lại là Trường Trắng Bơm. Bảy năm.
Đằng Mèo xử lý quá tốt pha bóng vừa rồi. 6-7. Thua thêm phút nữa ở được. Rồi, trời ơi. Úi giời ơi. Không để giật mình đưa vô điện thoại cái bùm liền chứ mà. Quá ghê cho bồ con. Tay trái thật sự quá khó chịu. Ở ngoài dự bị còn có Quý FC. Quý FC cũng là một trong những tay đẳng cấp tay trái hiện tại bây giờ. Công Trường Trắng Bom lấy nhiều giải du lịch rồi các bạn à. Thật sự cái tem đăng mớp chuyện hay. Nó không có điểm hết. Dũng Lai. Lâu lâu Dũng Lai rình đập nhưng không được. Lu Sabu và Lu Sabu trọng tài quyết định. Bóng không tài tiếp tục. 9-6. Pha chạm lưới của Trường Trắng Bom. Bảy trên. Tám trên. Anh em Hoàng Bình Cấp Hy phải thay thế tinh thần của Sang Pha Rang, Sang La Làng do bây giờ chạy nổi. Trời ơi. Mười tám. Sáu giờ đánh chung kết. Bình Minh và Vấp Tàu trái trắng của Thạch Đen và Trường Trắng Bom. 11-8. Lại là Bùi Cường. Bùi Cường phía Bắc lần đầu tiên vào năm và để lại rất nhiều ấn tượng cho cái giải lần đầu tiên tại bóng chuyền xanh của Bùi Cường. Chín mười hai. Lại là Bùi Cường. Phải nói chuyện hay Đăng Mớm. Đăng Mớm là người quyết định quá tuyệt vời. Anh lèo lách con thuyền quá hay. 13 trên. Lại là Dũng Lai. Xin nhắc lại các bạn, giải này nhất 15, nhì 13 năm. Giải vận động viên xuất sắc nhất, phòng thủ xuất sắc nhất, chuyền hay xuất sắc nhất và có giải phát bóng tấn công xuất sắc nhất các bạn. Có thể giải này Dũng Lai là người
99% Dũng Lai là người lấy giải cầu thủ phát bóng xuất sắc nhất của giải đấu. 10-14. Dũng Lai là người kết thúc cuối cùng. Xin chúc mừng team chủ nhà vào bờ an toàn. Chung kết gặp các anh em Bắc Nam của Bảo Thái, Sệ, Việt Anh, Bi và Thiên. Đây là trận Vệ Phước. Bộ đánh ba tự thôi vậy. Bình Minh. Ok con. Đứa ơi đứa. Xiết lại 10 thôi đã.